tôi khỏe ơi. Đâu rồi? Đấm tôi khỏe à? Hẹn người ta đi ra đây mà không thấy đâu hết trơn á. Ủa, không biết là bữa nay Đốc Tơ Khỏe định nói về công dụng của loại trái cây hay là rau củ gì mà xung quanh toàn rơm là rơm không vậy nè. Ôi, ở đây nóng quá, nắng quá. Ước gì bây giờ mà có cái dù để che thì tốt biết mấy. Hả? Ôi mát quá, ôi sung sướng quá. Ủa, đây là nấm rơm mà. Đúng rồi, là nấm rơm. À, như vậy có nghĩa là ngày hôm nay Đốc Tơ Khỏe sẽ nói về công dụng của nấm rơm, phải không? Đúng vậy. Em chào chị Ốc, chào quý vị khán giả. Xin chào nấm rơm. Chị Ốc biết gì về em nè? Chị chỉ biết á, là nấm rơm được hình thành từ men và rơm rạ đã oai mục và rất là bổ dưỡng. Đúng rồi, nhưng giá trị của nấm rơm ít ai hiểu hết đâu. Hôm nay, Đốc Tơ Khỏe sẽ cung cấp cho quý vị khán giả biết nhiều hơn về nấm rơm. Hay quá, vậy thì Đốc Tơ Khỏe hãy chỉ cho Ốc biết những thông tin đó nha. Nào, nấm rơm, tới lượt rồi đó. Em là nấm rơm, chắc ai cũng biết về em. Cháo nấm, canh nấm nè, nấm kho nè, nấm xào nè, nhiều thứ lắm. Nhưng mọi người có biết không, trong một tay nấm nhỏ xíu của em thôi, nhưng chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, chất xơ, canxi, phốt pho, sắt nè, rồi vitamin B1, vitamin C và 8 loại axit amin rất cần thiết cho cơ thể. Wow, thật là lợi hại. Nấm là thức ăn vô cùng bổ dưỡng dành cho người thiếu máu, nhưng ngược lại, nấm lại ít calo nên lại thích hợp cho người muốn giảm cân hay người bị béo phì. Ôi, vậy là quá tuyệt vời luôn. Vậy thì nấm có thích hợp cho người bị tiểu đường không? Em chứa rất ít đường nên tất nhiên là rất tốt cho người bị tiểu đường rồi. Thậm chí em còn tốt cho người bị suy thận, suy tim nữa đó. MC không biết rằng nấm chứa thành phần kháng ung thư và hạ cholesterol cực kỳ tốt, nên thường xuyên ăn nấm sẽ giúp cơ thể có thêm sự đề kháng với ung thư đó. Ờ, nhưng mà nếu chúng ta ăn nhiều có tốt không, rất có khỏe? Nhưng tất nhiên cái gì ăn nhiều quá cũng không tốt rồi. Chưa kể là em có rất nhiều thành phần dinh dưỡng, do đó ăn em quá nhiều thì sẽ mất cân bằng dưỡng chất đó. Do đó cách tốt nhất là một tuần chỉ ăn 2-3 lần nấm rơm là được, đừng ăn quá thường xuyên. Mình nhất định sẽ bổ sung nấm rơm vào thực đơn hàng ngày của mình mới được. Chị Ốc suy nghĩ gì vậy? À, chị Ốc đang suy nghĩ hay là chị Ốc sẽ mang hết tất cả đống rơm này về để uống nấm ta. Kính thưa quý vị, chương trình Đốc Tơ Khỏe đến đây là hết. Hãy thường xuyên theo dõi chương trình để cập nhật những thông tin vô cùng bổ ích cho sức khỏe cả gia đình quý vị nha. Bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Nấm rơm, nấm rơm, chào kìa.